sự phát triển về nền kinh tế Việt Nam. Nền kinh tế nước ta đã trải qua quá trình phát triển lâu dài và nhiều khó khăn. Từ năm 1986, nước ta đã bắt đầu công cuộc đổi mới. Cơ cấu kinh tế đang chuyển dịch ngày càng rõ nét theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Nền kinh tế đạt được nhiều thành tựu, nhưng cũng đứng trước nhiều thách thức. Một la mã, nền kinh tế nước ta trước thời kỳ đổi mới. Nền kinh tế nước ta đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển, gắn liền với quá trình dựng nước và giữ nước. Cách mạng tháng 8 năm 1945 đã đem lại độc lập cho đất nước, tự do cho nhân dân. Tiếp sau đó là 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp, năm 1946 đến năm 1954. Đất nước được bị chia cắt từ năm 1954 đến tận ngày giải phóng miền Nam, 30 tháng 4 năm 1975. Trong suốt thời gian đó, miền Bắc vừa kiên cường chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, vừa xây dựng chủ nghĩa xã hội và chi viện cho tiền tuyến lớn ở miền Nam. Miền Nam dưới chế độ của chính quyền Sài Gòn, nền kinh tế chỉ tập trung phát triển ở một số thành phố lớn như Sài Gòn, Đà Nẵng, v.v., chủ yếu phục vụ chiến tranh. Đất nước thống nhất, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Cho đến những năm cuối thập kỷ 80 của thế kỷ 20, do gặp nhiều khó khăn, nền kinh tế nước ta bị rơi vào khủng hoảng kéo dài, với tình trạng lạm phát cao, sản xuất bị đình trệ, lạc hậu. Hai la mã, nền kinh tế nước ta trong thời kỳ đổi mới. Công cuộc đổi mới được triển khai từ năm 1986 đã đưa nền kinh tế nước ta ra khỏi tình trạng khủng hoảng, từng bước ổn định và phát triển. Một nhỏ, sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế là một nét đặc trưng của quá trình đổi mới, thể hiện ở ba mặt chủ yếu. Chuyển dịch cơ cấu ngành, giảm tỷ trọng của khu vực nông, lâm, ngư nghiệp, tăng tỷ trọng của khu vực công nghiệp, xây dựng, khu vực dịch vụ chiếm tỷ trọng cao nhưng xu hướng còn biến động. Hình 6.1, biểu đồ chuyển dịch cơ cấu GDP từ năm 1991 đến năm 2002. Dựa vào hình 6.1, hãy phân tích xu hướng chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế, xu hướng này thể hiện ở những khu vực nào. Hình 6.2, lược đồ các vùng kinh tế và vùng kinh tế trọng điểm. Chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ, hình thành các vùng chuyên canh trong nông nghiệp, các lãnh thổ tập trung công nghiệp, dịch vụ, tạo nên các vùng kinh tế phát triển năng động. Chuyển dịch cơ cấu thành phần kinh tế, từ nền kinh tế chủ yếu là khu vực, nhà nước và tập thể sang kinh tế nhiều thành phần. Chính sách khuyến khích phát triển kinh tế nhiều thành phần đã đóng góp tích cực vào việc chuyển dịch cơ cấu ngành và cơ cấu lãnh thổ. Cùng với chuyển dịch cơ cấu ngành là hình thành hệ thống vùng kinh tế với các trung tâm công nghiệp mới, các vùng chuyên canh nông nghiệp và sự phát triển các thành phố lớn, đã hình thành ba vùng kinh tế trọng điểm, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Dựa vào hình 6.2, hãy xác định các vùng kinh tế của nước ta, phạm vi lãnh thổ của các vùng kinh tế trọng điểm, kể tên các vùng kinh tế giáp biển, vùng kinh tế không giáp biển. Hai nhỏ, những thành tựu và thách thức. Nền kinh tế nước ta đã đạt được nhiều thành tựu, tạo đà thuận lợi cho sự phát triển trong những năm tới. Kinh tế tăng trưởng tương đối vững chắc, cơ cấu kinh tế đang chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa. Trong công nghiệp đã hình thành một số ngành trọng điểm, nổi bật là các ngành dầu khí, điện, chế biến lương thực thực phẩm, sản xuất hàng tiêu dùng. Sự phát triển của nền sản xuất hàng hóa hướng ra xuất khẩu đang thúc đẩy hoạt động ngoại thương và thu hút đầu tư của nước ngoài. Nước ta đang trong quá trình hội nhập vào nền kinh tế khu vực và toàn cầu. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển, nước ta cũng phải vượt qua nhiều khó khăn. Ở nhiều tỉnh, huyện, nhất là ở miền núi vẫn còn các xã nghèo, nhiều loại tài nguyên đang bị khai thác quá mức, môi trường bị ô nhiễm, vấn đề việc làm, phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, xóa đói giảm nghèo, v.v. vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của xã hội. Những biến động trên thị trường thế giới và khu vực, những thách thức khi nước ta thực hiện cam kết AFTA, khu vực mậu dịch tự do Đông Nam Á, Hiệp định Thương mại Việt Mỹ, gia nhập WTO, v.v. đòi hỏi nhân dân ta phải nỗ lực đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tận dụng được cơ hội và vượt qua thử thách. Nhờ những thành tựu của công cuộc đổi mới, cơ cấu kinh tế của nước ta có những biến đổi mạnh mẽ. Từ năm 1996, nước ta bước vào giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Câu hỏi và bài tập.
1. Dựa trên hình 6.2, hãy xác định các vùng kinh tế trọng điểm. 2. Vẽ biểu đồ hình tròn dựa vào bảng số liệu dưới đây. Bảng 6.1, cơ cấu GDP phân theo thành phần kinh tế năm 2002. Nhận xét về cơ cấu thành phần kinh tế. 3. Hãy nêu một số thành tựu và thách thức trong phát triển kinh tế của nước ta.